Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch chư huynh đệ. Có liên hữu kia kể với con rằng, thầy ơi, con hay bị bóng đè. Nhưng hồi hôm qua con, trong lúc bóng đè, con khởi được cái tâm niệm Phật, nhưng mà họ vẫn không buông. Nói họ đây là ai á, thì khoan nghĩ đến cái chuyện oan gia trí chủ khước mày khước mật, đoán đông đoán tây, thì ta chỉ đơn giản nghĩ một năng lượng nào đó đang chi phối hệ thần kinh mà mình không thể chủ động được một cách vật lý. Thì con cứ niệm nhưng mà vẫn không được. Con mới chợt nhớ lời thầy là phải hồi hướng công đức của mình cho họ. Khi ông niệm một lát họ vẫn không buông. Con nghĩ đến cái chuyện hồi hướng, vừa tắt ý hồi hướng thì họ đã buông ra. Như vậy có nghĩa là sao? Dạ A Di Đà Phật. Như vậy có nghĩa là không thể chúng ta tránh được cái quan gia trái chủ là cái nghiệp lực mình tạo ra với họ đâu. Mình tạo nghiệp thì mình phải trả nghiệp. Nhưng cái cách trả nghiệp nhanh nhất á, là mình dùng lòng từ bi lấy ân để trả oán. Danh hiệu công đức vô lượng của Phật á, cũng không thể cứu mình khỏi cái nghiệp đâu. Nếu mình lấy danh hiệu Phật giống như là một thanh gươm để đánh chiến với họ thì mình vẫn có thể được Phật gia hộ, nhưng mình vẫn thua cái nghiệp của mình, bởi vì Phật cũng không thể độ cái người mà vô duyên, và Phật cũng không có xen vào nhân quả cá nhân của mỗi chúng sanh vậy. Nhưng mà với lòng từ bi thì Phật mới có thể nương theo cái nguyện từ bi của chúng ta, thì chúng ta mới tương ứng với cái bản nguyện từ bi của Phật. Và cái phước báo chúng ta hồi hướng thì tình thương mới hóa giải được hận thù. Hận thù không thể dẫn gì được hận thù, chỉ có không hận thù mới gì được hận thù. Đây là định luật ngàn thu mà Phật dạy trong kinh Pháp Cú, kinh Chư Quỳnh Đệ. Điều này nó cũng nói lên rằng chúng ta niệm Phật không phải là để cầu cái phước báo nhân thiên ở kiếp sau, cũng không phải là cầu cái phước báo giàu sang thành đạt, danh lợi tình tiền được cái điều mình mong muốn kiếp này. Không phải là cầu cho mình, cầu cho người. Tất cả một cái gì ở trên thế gian này niệm Phật để cầu được trên ta bà là điều không phải bản nguyện của Đức Phật A Di Đà. Bản nguyện của Ngài đó là có hai ý nghĩa. Một là để vãng sanh Tây Phương. Hai, bản nguyện của Ngài tức là tha lực cứu độ. Mình không thể bản thân mình đi qua Tây Phương một mình được, ngay cả A-la-hán đại thần thông giống như một kiền liên cũng không phải một mình ngài bay qua Tây Phương Cực Lạc mà được, và không có một vị A-la-hán trí tuệ cả giống như Xá Lợi Phất đệ nhất của Đức Phật mà vẫn không biết Tây Phương Cực Lạc nằm ở đâu. Cho nên ai đó bạn bè mình mà tu thiền họ không tin tịnh độ, họ nói ông thầy Ngộ Phương mê tín, tu tịnh độ mê tín, một phần là họ hỉ bán chánh pháp nha, bởi vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tự thân nói là Uttara Iti Vuttaka, tức là vô vấn tự thiết, chứ không phải là chư đệ tử thấy được. Chứ điện tử là thánh cũng không thấy được, thì cái người phàm phu tu được một chút thiền, một chút tịnh, nghi ngờ đó là điều rất là bình thường. Phải nên khởi tâm thương họ, đừng có khởi tâm sân si đố kỵ dần thần với họ. Nếu mà họ nói những cái lời mà nó trái với cái chánh pháp của mình, với cái phương pháp của mình tu tập, thì coi thử tâm mình có định hay không. Người ta nói cái điều mình trái tai nghịch lòng á, là mình phải quay về an trú chánh niệm và thương họ A Di Đà Phật, một câu A Di Đà Phật gieo vào lòng họ. Nếu không thì nói coi Di Đà Phật mà họ chướng tay gây mắt là thôi, dạ anh A Di Đà Phật thầm trong lòng và nhường họ một bước, nhường họ một bước, đó là chính là mình tiến được rất là nhiều bước. Tiến được gì? Cái tâm, cái tôi mình bỏ xuống, cái nhẫn nhục mình nó tiến bộ. Đó là nhẫn nhục ba la mật mình tiến bộ. Nhẫn nhục ba la mật là sao? Là nhẫn nhục đến cái độ mà không có nhân ngã bỉ thử, không có chúng sanh thọ giả nhẫn mà không thấy mình nhẫn. Nhẫn đến cái chỗ mà mình thương họ luôn, chứ không phải là cố nhẫn để rồi tức nước vỡ bờ. Nhẫn mà không có nhân có ngã để chịu đựng một cái điều gì đó gọi là ba la mật, tức là mình tu cái gì đó mà cái đó nó trọn vẹn đến cái mức độ không còn thì sức mẻ nào luôn, gọi là ba la mật. Kính chịu vấn đề khi chúng mình đệ tu tập ở nhà thì coi thì mình có cái dấu hiệu tâm linh tu hành không. Nếu có thì thường là ở nhà mình ở rất là nhiều người, họ cũng thương mình rồi, mình cũng quý họ, ruột rà duyên rồi nó cũng đùm đủ đầy xung xê, nhưng mà lòng mình vẫn thấy thiếu một cái gì đó trống vắng nhạt nhẽo vô vị, một cái gì đó. Và khi mình tìm đến khóa tu thì huynh đệ thầy trò mình cứ đợi đến cái thời khóa mà mình niệm Phật nó nhất tâm nó vui hơn. Còn ở nhà họ cũng thương mình, họ thấy mình tự nhiên nó đang nói chuyện nó chạy lên gác, nó ngồi nó xếp bằng, nó làm gì, nó sống gì lẻ loi cô đơn. Ôi cái kỳ, cái này là bệnh bệnh nè, này thật là đáng thương cho người đó, sao không biết hưởng thụ mà làm cái gì ta.
sao sống ảo trong một cái thế giới gì mà không hiểu nó làm gì. À, họ thấy mình cô đơn nhưng mà mình là đáng thương họ. Như vậy là mình có cái duyên với Phật, đó là Phật duyên. Mình có cái duyên với Tam Bảo, đó là Tam Bảo duyên. Mình gieo nhân nhiều đời nhiều kiếp, mình không sinh ra nhau, mình không có cùng tên cùng họ cùng tuổi, mình không có biết mặt nhau, nhưng mà mình nghe tới khóa tu thầy trò huynh đệ, tự nhiên mình có một gì ấm áp đầy đủ trọn vẹn mát mẻ thanh lương ở trong lòng mình. Như vậy đó là cái nhân duyên của mình, cái con đường tu đó là rất sâu sắc và cứ tiến lên thương họ, mà công đức của mình tích lũy rồi nghĩ tới họ bằng cái tình thương mà hồi hướng công đức cho họ. Họ là ai? Là toàn là người thân thương của mình hết. Cho nên mình tu cũng phải khéo ở cái chỗ là ví dụ như đang ngồi với họ thì mình đứng lên, dạ A Di Đà Phật con xin phép, em xin phép, chị xin phép, anh xin phép. À, họ có nói mà điên quá, mình đang ngồi bình thường vui vẻ tự nhiên lên ngồi xếp bằng A Di Đà Phật bị điên quá. Dạ đúng rồi, thì tha lỗi cho người điên đi, thôi đừng trách giận người điên nha. Mà lúc nào cũng chắc mình là người, cho mình là người điên, cho mình là người khùng, cho mình là người mê. Còn họ nói mà mình phản ứng lại mình khùng mình điên đó là họ nói đúng rồi đó. À, còn mình chấp nhận mình đó, mình ngu mà mình biết mình ngu, đó là mình trí. Còn họ nói mình ngu mà mình phản ứng lại là họ nói không có sai đâu. Còn ăn chay ăn mặn họ với mình khác nhau một mâm, tự nhiên nhà ai cũng mặn mình cứ đầu chay. Nghe thầy Ngộ Phương nói có phát nguyện ăn chay, ăn chay ăn chay ăn chay. Trước đây ăn chay thì chay với mặn lộn sần hổ không sao, bây giờ có vẻ tu xấu thời ham tu tinh tấn rồi bắt đầu gấp thịt bỏ ra, họ chọc họ ghẹo mình lấy cái đôi đũa của mình, họ gấp mùi thịt cái mình bỏ lên cái mình ăn, cái mình ở mình gớm rồi mình xì xào xôn xao rồi chưa biết Phật thì hạnh phúc gia đình không sao, biết Phật rồi thì đủ thứ chuyện diễn ra. Như vậy là mình tu nó chưa có phương tiện, ham tu là tốt nhưng phải đầy đủ cái phương tiện. Thương Phật là được rồi, nhưng mà thương chúng sanh á, độ chúng sanh á, phụng sự chúng sanh á mới thực sự là cúng dường chư Phật. Này, cho nên mình chấp dính á thì nó không phải là không tốt, bởi vì mình còn phàm phu nhất định phải giữ giới, nhưng mà mình phải phương tiện khéo léo từ bi để cái việc giữ gìn của mình nó không đem đến cái tâm tham sân si và phản ứng một cách chê bai thái quá với Tam Bảo, thì vô tình mình cũng là con người tạo cho người thân mình á xa cách với Tam Bảo hơn, thì mình không muốn cái điều đó. Cho nên cái việc mình chạy đi thời khóa, cái việc mà mình ăn chay khác một chút với họ thì mình phải hết sức là khéo léo phương tiện, phải từ bi với họ và phải rất là tri ân những gì mà họ đang hỗ trợ mình. Ăn chưa huynh đệ, nếu không thì tu một thời gian tự nhiên cái rồi gia đình nó xồn xáo, mình càng niệm Phật người chồng mình họ càng không ưa mình. Họ không ưa đơn giản không phải là họ không ưa Phật, mà bởi vì họ mình làm cái gì đó mình không báo họ, mình làm cái gì đó mà họ thấy mình không có xin phép, với mình cứ lầm bầm một cái giờ nhất định là đó họ để ý là mình cứ làm như vậy, họ không biết mà làm gì. Rồi đơn giản họ cũng không có thích Phật pháp gì lắm, càng ngày họ càng ghét Phật hơn đó. Và họ không cho mình tu luôn, mà mình với họ có cái quan gia trái chủ hay chư huynh đệ để ý bình thường, chư huynh đệ với họ rất là hạnh phúc, không tu thì không sao cả, tới chừng chư huynh đệ mà tu là có chuyện, mà càng tu lại càng có chuyện. Đấy. Rồi tu miên mật tinh tấn lên thì ông bắt gà ông đưa cho mình làm, ông mua cá sống vậy ông biểu mình làm. Đấy. Thì mình không làm thì sao, sinh sự trong nhà, chỗ này là chư huynh đệ phải sám hối dập trán đấy nha. Tức là mình biết khi mà tu hành á thì quan gia trái chủ nghịch duyên. À, những cái túc duyên quá khứ là không tốt đẹp, mình đã ngăn cản người khác, chê bai người khác, trẻ chê người khác, thì bây giờ tự nhiên khi mình tu hành nó cái nghiệp nó sẽ trổ ra. Kính chư huynh đệ là mấy chỗ này khi tu hành chúng ta nhất định là phải khéo léo phương tiện và phải sám hối để hồi hướng công đức cho quan gia trái chủ, và đặc biệt phải coi người bên cạnh mình là quan gia trái chủ đó đó, không phải là quan gia trái chủ dù sống hay chết, dù trong hay ngoài thân, coi họ là ai, coi họ là Đức Phật, một cúi đầu đánh lễ lấy ân tổ ấn. Ân cái đâu mà ra? À, ân đó là lòng từ bi của mình á, mình coi họ là nghịch thiện tri thức thì lấy cái gì mà trả? Lấy công đức hành trì hàng ngày, lấy sự nhẫn nhục, lấy sự giữ giới, lấy sự tu dưỡng đó mà hồi hướng cho họ. Ngoài hoài kính chư huynh đệ, họ thấy cái nhân cách, cái năng lượng, cái ngôn ngữ, cái ánh mắt từ ái của họ của mình ấy, thì họ cũng có con tim, họ cũng có bộ óc, cũng là con người thôi, có đồ mình nhẫn nhịn, mình tu dưỡng cỡ nào thì tự nhiên nó thấy cái thần giáo mình nó hơn họ bậc âm tầm, họ cũng cung kính nha. Rồi trước thì sau gì họ cũng được mình thuyết phục, nhưng mà chậm rãi, phương tiện khéo léo, và như vậy chúng ta mới biết quý thế nào là Đức Phật, thế nào là người xuất gia, thế nào là một sư cô ở chùa, thế nào là ông thầy cả đời không có cái danh lợi tình tiền sự nghiệp cá nhân, thế nào là có một cái tăng thân mà ở đó vô hệ ai tham sân si một cái là bị xù lông xù lá, là thế nào ai cũng thấy, và người đó cảm giác là bị động vật quý hiếm loại ra khỏi cái cuộc chơi liền. Bây giờ ở ngoài kia thì tham sân si thì ai cũng dễ biết phải không, vì đồng tiền
vì miếng cơm manh áo, vì vợ vì con, tham sân si giành giật thì chấp nhận hết. Mình giả dụ ở trong này ai nói thử 50 câu tham sân si thử coi, tự nhiên là chúng ta cảm thấy chúng ta lạc loài lạc bầy và lạc đàn liền. À, như vậy cái tổ chức này, cái tăng thân này, cái không gian này có phải là câu hữu những con người thiện hữu tri thức, thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ không, cùng thầy cùng bạn, không gian thời gian rất là tuyệt vời. Như vậy chúng ta cố gắng để mà trân quý, cảm nhận để thu dưỡng những cái năng lượng tốt đẹp của đại chúng vào trong mình, cái đó gọi là đức chúng như hải, tăng trưởng cái phước báo công đức lên á, thì họ quả thật là Phật của mình. À, họ là Phật của mình một cách thiện duyên thuận duyên, và Phật của mình ở nhà là một cách nghịch duyên. À, Phật thì có hai dạng, thuận hay nghịch đều là Phật. Thế thì chúng ta biết, à, vô trong chùa tu, ra ngoài nhà, ngoài chợ, thọc tay vào chợ coi thử có còn phản ứng không, còn tanh mùi cá không, tanh mùi cá rồi mình làm sao để lau nó. Như vậy ai mà cũng cảm ơn hết. Kính chư huynh đệ, niệm Phật không phải là chỉ đơn giản niệm Phật bằng cái miệng, mà áp dụng vào trong cái sự hành xử nhận thức của mình thì công đức trọn vẹn nhất định được vãng sanh.